Hai các bạn ơi, cái này là khăn tắm nha. Và bây giờ mình sẽ xếp khăn tắm nha các bạn. Xếp bằng tay hơi khó ha. Ok. Và mình sẽ trải khăn tắm ra như thế này ha. Rồi, mình xếp lại. Rồi xếp như thế này ha. Rồi gấp một bên, rồi mình sẽ gấp thêm một bên nữa. Gấp chưa? Gấp chưa? Đây. Đây là ngay khúc giữa này các bạn. Gấp chưa? Ok ha. Rồi. Rồi, mình gấp lại như này ha. Hay mình sẽ gấp lại bên đây. Cái này là ở giữa cái khăn coi. Rồi mình sẽ gấp chữa ở giữa một miếng ha. Đó, rồi bên này cũng vậy. Gấp chưa? Rồi, gấp chưa một miếng nữa. Rồi, khúc giữa các bạn thấy thấy cái chữa một miếng đúng không? Để gấp hai cái này lại. Đó. Xong rồi đây. Đó là mình sẽ gấp khăn tắm như thế này ha. Đó. Ok. Đó. Mình gấp thêm một cái thứ hai nữa. Gấp thêm một bìa bên đây. Thêm một bìa bên đây nữa. Rồi. Đó, xong rồi đúng không? Sẽ thấy nó hơn bên này. Ok, xong cái khăn tắm rồi. Mình sẽ được hai cái khăn tắm như này ha. Rồi mình sẽ đặt vào nhà tắm. Đây, mình mới đặt vô nhà tắm rồi các bạn. Đây hai khăn tắm, hai khăn tay ha. Để trên cái kệ này. Đó, ở dưới đây là cái chỗ vệ sinh ha. Rồi bây giờ mình sẽ xếp khăn mặt cho các bạn. Khăn mặt là cái khăn hình vuông ha, mình sẽ xếp cũng vậy luôn, nhưng mình sẽ xếp lần ba chứ không phải là xếp lần tư ha. Lần ba đó. Ok, một cái nữa. Rồi theo tiêu chuẩn sẽ là hai cái khăn mặt ha, hai khăn tắm, hai khăn tay và một khăn chân. Còn cái khăn chân của các bạn đây, khăn chân thì mình sẽ xếp lần tư ha. Đó. Lúc này mình hai rồi sẽ gấp thêm một lần nữa. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ đặt nha. Ok các bạn, và bây giờ mình đã đặt đầy đủ rồi ha. Hai cái khăn mặt, hai cái ly. Hai cái ly này để là hai ly súc miệng, ba chai xà bông. Một xà bông tắm, xà bông gội đầu, xà bông rửa tay. Rồi ở phía bên này đó là có hai bàn chải đánh răng. Một cái lược, một dao cạo râu. Rồi một tăm bông, một đồ chụp tóc. Một túi vệ sinh. Một gì nữa ta, một cái dũ móng đó, một cái dũ móng nữa ha. Rồi khô nha, cái bồn rửa mặt là mình sẽ lau lau khô nha các bạn. Rồi mình sẽ lau ở dưới cái nền này luôn ha. Rồi mình sẽ để cái khăn chân ở đây ha. Thường thường các bạn mà đi khách sạn các bạn thường thấy cái khăn này, nhưng mà các bạn không biết là dùng để làm gì á. Đây là cái khăn mà mình để dưới nền để mình lau chân á, để cho khỏi ướt các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ quay cách làm toilet nha. Trước khi mình làm toilet mình xả nước trước ha. Rồi mình sẽ xịt cái tẩy bằng cồn này, rất là hôi các bạn. Sau đó mình sẽ lấy cái cây này mình đánh toilet. Nó xung quanh cái gì nè, ở dưới nó xung quanh cái này ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái khăn
lau lau xung quanh cái chỗ này ha. Đó, để đây chút là mình sẽ xả lại ha, xả cái khăn nó lại. Sau đó mình sẽ lấy một cái khăn. Cái khăn chân các bạn, mình sẽ lấy cái khăn chân để mình lau lại ha, lau khô lại. Cái khăn chân dơ rồi các bạn, rồi sau đó lau khô rồi mình sẽ ụp xuống xả nước một lần nữa đó. Rồi ok ha. Rồi bây giờ tới cái nhà tắm, mình sẽ xịt khử mùi lên kiến đó. Rồi sau đó mình sẽ lấy mình lau lại ha. Lau ok rồi. Lau cái này xuống. Đó, mình sẽ lau mấy cái này cho nó bóng lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ lau kiến bên này ha. Bây giờ mình sẽ lau luôn cái sàn đó. Và cuối cùng là mình sẽ lau cái sàn ở dưới ha. Hốc khăn dơ bỏ lên xe là ok ha. Và sau đó mình sẽ lấy cái chổi để mình quét lại ở dưới nền, ví dụ mặt có tóc hay này kia. Đó, mình sẽ quét ở dưới này, nó còn có một cái cân nữa các bạn, đây cái cân này. Mình sẽ quét tóc, quét bụi ra ha. Rồi ok. Đây các bạn, và bây giờ mình đã làm xong toilet rồi ha. Rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, ok. Đó. Đó. Quét khăn chân ha. Ở đây là cái cân đó các bạn. Rồi. Minibar.